Cô chào các em. Hôm nay cô lại giảng tiếp cho nó xong bài 58 của giáo trình MS Topic 60 bài. À, bài 58 hôm nay ý, à, thì là cô bài này nó liên quan đến tư cách lưu trú và hết hạn. Thời gian hợp đồng chúng ta sẽ gia hạn tư cách lưu trú. Đó. Thì bài này là cái bài cuối cùng của giáo trình 60 bài. Có nghĩa là có 60 bài nhưng bài 59 và bài 60 mươi là bài đó chỉ chỉ là những hình ảnh và biển báo còn phần luyện tập và hội thoại thì đến bài 58 này là kết thúc Thì cô cũng giảng nốt cho xong cái giáo trình này Để cho các bạn học cho nó kết quả tốt hơn Và cô cũng mong các bạn cố gắng học thật tốt cái từ vựng và ngữ pháp Bạn nào mà chưa có sách thì cứ liên hệ với cô Sách ví dụ từ vựng này, ngữ pháp này Nhất là cái từ vựng ấy thì là cô đã làm ra thành quyển Cô thống kê lại thành quyển lấy cả từ vựng từ phần uh, văn hóa và thông tin đấy nên là các bạn nào mà vì điều kiện một là dịch bệnh hai là mình vừa phải đi học vừa đi làm ấy thì sẽ học trên youtube này của cô đương nhiên là học ở đây thì nó sẽ không kết quả bằng học trực tiếp thì trong thời điểm mà dịch bệnh như này thì các bạn cũng nên là cố gắng thật chăm chỉ uh, những cái đoạn nào bài nào mà cảm thấy học mà nó khó thì mình sẽ thua đi thua lại À, từ vựng cái quan trọng nhất khi các em học là các em phải học từ vựng thật tốt Đấy, cái bài 58 này thì thì nó liên quan đến tư cách lưu trú nhá Thì chúng ta sẽ cùng học cái bài 58 này Còn bài 59 và bài 60 ấy, thì cô cũng sẽ đăng lên à, Cô sẽ đăng lên vào những các biển báo Thì cô cũng đăng lên hết cho các bạn để cho nó xong cái giáo trình này Để cho chọn bộ, bộ giáo trình để cho các bạn học cho nó có kết quả tốt hơn Với cả bên cô, cô vẫn giới thiệu trên Facebook và Zalo ấy, là cái khóa học ôn uh, đề online. Đấy uh, và nếu như bạn nào mà đến tới đây ý, vì lịch thi nó hoãn lý do là vì dịch thế nên là um, đã hoãn lại, đáng lẽ ra là cuối tháng năm này là, là là đi đăng ký thi và tháng 7 là 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 thi, là người ta theo như thông báo là 13 tháng 7 đến 30 tháng 7. Thế nhưng mà vì dịch bệnh Việt Nam mình đang bùng phát mạnh quá nên là là bị dừng lại vì vậy nên là chúng ta cũng phải cố gắng là trong cái tranh thủ cái thời gian này à, chưa có lịch thi những bạn nào đã học rồi tất nhiên có rất là nhiều bạn học thời gian quá lâu rồi đấy, mà vẫn chưa có lịch thi những số ruột thì cũng ôn lại kiến thức đi không rồi lại quên hết cái thứ hai là những bạn mà mới học đang học dở dang thì cũng phải cố gắng phải 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 chạy đua với thời gian để học thật tốt à, để kỳ thi tới đây thì thì cô theo cô thấy nói thôi là Bên Hàn Quốc thì người ta cũng đang cần rất là nhiều lao động Cũng vì dịch bệnh nên là những người bất hợp pháp người ta về hết Nên là Hàn Quốc đang thiếu nhân lực nhiều Thì cái chỉ tiêu mà nhiều thì đương nhiên là điểm các em sẽ sẽ thấp Đấy nên là các em cố gắng làm sao mà thi cho thật tốt Học tốt để thi tốt Nhưng mà cái vòng 1 chúng ta cố gắng học cái vòng 1 tốt Thì vòng 2 thì chúng ta thi vòng 2 thì hai vòng là, là sẽ chia đôi đúng ạ hai vòng một vòng hai chia đôi lấy ra điểm chuẩn để người ta là là các bạn đỗ hay không. À vậy nên là à, cô vẫn à, cô cũng à, trong cái clip này thì cô cũng giới thiệu luôn là bên cô nếu bạn nào mà đăng ký thi ôn à, ôn uh, luyện ở bên cô là à, cái khóa ôn đề là ôn 100 đề, đến trực tiếp ôn 100 đề là cô thu 4 triệu và cô sẽ à, dạy miễn phí vòng 2 cho các em và cô cũng sẽ và tới đây cô vào Sài Gòn cô cô sẽ sẽ dạy ôn cũng 4 triệu và cô dạy miễn phí vòng 2. Còn những bạn nào vì điều kiện không đến trung tâm ôn luyện đề được thì các bạn sẽ ôn trên cái cái, khóa ôn luyện đề online của bên cô. Cái khóa ôn luyện đề online bên cô ấy thì là sáu um, có 63 đề của tất cả các nước đã thi rồi. À, mà những cái đề 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 chính thức đấy ạ, chứ không phải đề từ biên cô biên soạn. Mà cái đề này là từ năm 2014 đến 2020. Đấy những cái đề đó thì gồm có 31 đề đọc hiểu và nghe hiểu đầy đủ, còn 32 đề là chỉ có phần đọc thôi. Cũng có dạng đề mới. Dạng đề mới thì có ít, cũng có nhưng mà ít hơn vì lý do là mới 2019 và 20 là người ta với chuyển sang là dạng đề 40 câu. Đó nên là uh, cô cũng giới thiệu để để cho các bạn biết và các bạn sẽ giới thiệu bạn bè giúp cô, cô là các bạn ôn on khóa online hay là ôn khóa trực tiếp thì đến trung tâm cô và liên hệ với cô qua cái số điện thoại mà cô có ở trên youtube này. Thế cô cũng mong là các bạn chia sẻ cho các bà các bạn biết đến và đến ôn nói chung là uh, cô ấy thì dạy ở trung tâm thì chủ yếu là là dạy trực tiếp thôi. Thế nhưng mà vì năm ngoái dịch bệnh nên cô đã làm cái 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 60 bài này dạng clip này để cho các bạn học uh, chủ yếu là để phục vụ các bạn ở trung tâm cô và đồng thời là các bạn đã biết đến ở các trung tâm khác. Nếu học mà cảm thấy quên rồi thì lại quay lại ôn thì nó tiện hơn cho các bạn, đúng nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bài nhé. À, bài này nó liên quan là 재료 기간은 연장한 후에 Cúc, xin cô hề ya hè chê lưu chế lưu ở đây chế lưu ở đây là lưu trú ạ à. ký can là thời gian đón trang ha tà là gia hạn à, động từ cộng, ân nân e là sau sau khi đúng ạ cúc ở đây là nhất định xin cô ha tà xin cô là gì ạ xin cô ha tà ở đây là khai báo ya a ya là động từ cộng với a ya ha tà đây là phải đúng ạ nhất định là ta phải khai báo sau khi gia hạn thời gian lưu trú đó bài này nó liên quan đến thời hạn lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú về cái mục tiêu của bài hôm nay ý, chúng ta học là chế lưu trang tròn cha nghĩa là gì ạ tìm hiểu về gia hạn thời gian lưu trú và hiểu rõ về cái sự thay đổi tư cách lưu trú chế lưu kỳ, ý 변경 이해하기 이해하다 đấy đây là hiểu bên bên kia ở đây là thay đổi trao kiếp là tư cách chế lưu là lưu trú còn về hoạt động ở đây hoàn tùng hoàn tùng ở đây là chế lưu kỳ can nhón trang xin trong số chắc sáng hà kỳ nghĩa là gia hạn thời gian lưu trú và tư cách lưu trú còn về từ vựng chế lưu kỳ can nhón trang và chế lưu trả kiếp là gia hạn thời gian lưu trú và tư cách lưu trú còn trong môn môn hoa ở đây là chế kỳ can nhón trăng xín trọng là gì ạ là đăng ký thời gian lưu trú Đấy, tất cả bài này nó liên quan đến gia hạn này khi hết hạn tư cách lưu trú này thì chúng ta sẽ là là gì gia hạn thời gian lưu trú nhá và gia hạn tư cách lưu trú à, phần từ vựng hôm nay từ vựng của bài này là chế kỳ can nhón chẳng là gia hạn thời gian lưu trú đúng không ạ chế lưu chế rưu ha tả là lưu trú chế lưu kỳ càn thời hạn lưu trú chế lưu cá nâng kỳ càn là thời hạn có thể lưu trú biến trong cá nâng huyết xù là số lần được phép thay đổi yon chang ha tả, yon chăng ha tả đây là gia hạn chế điều chi ít chung sơ điều là sơ hồ sơ chứng thực địa điểm lưu trú thì ít chung sơ rưu là cái hồ sơ tài liệu giấy tờ đúng ạ chê rêu chi là chứng thực cái địa điểm lưu trú à, chứng thực địa điểm lưu trú cha chul cục các sò là cam kết xuất cảnh tự nguyện cái cha xin là tự nguyện tự bản thân mình à, chul cúc là xuất cảnh các sò -so", là cam kết đó thì tất cả những cái từ vựng này nó đều liên quan đến chế lưu kỳ can rón rằng. tiếp theo im thê cha kê yak sò -so", hợp đồng thuê mướn xin luôn bố chứng rõ là giấy bảo lãnh trước hoàn tông ký can giòn trang xin trong rõ là đơn đăng ký gia hạn thời gian làm việc trước hoàn tông là hoạt động làm việc hoạt động cũng được nhưng mà thời gian làm việc Ký can giòn trang xin trong rõ thời gian làm việc cái hoạt động làm việc cu chỉ tương rộp pin trùng thì ở đây là cái giấy đăng ký tìm việc cái từ cu chỉ ở đây nó là cái giấy giấy đăng ký làm việc nhé. Về hội thoại thì hội thoại ở đây là trước mắt là cô sẽ cho các bạn nghe một lần. 58과 체류 기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해. 대화 1. 투안 씨, 계약 연장했어요? 네. 지난 달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. 그래요? 재계약을 하면 체류 기간은 자동으로 연장되는 거예요? 그건 아니래요. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네. 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 저는 한국에 온지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 고용 지원 센터에 가 보려고 해요. ở đây giữa bạn Li Han và bạn Tuấn, t h u n và t 씨, 계약 연장했어요? 네, 신하달의 계약 기간이 끝나서 체계약 했어요. 아, 그래요? 체계약은 하면 체류기간은 자동으로 연장되는 거요? 그건 아니래요. 따로 체류기간 연장 허가는 맡다야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거요. 안 아, 받은 거요? 네, 체류기간 만에 요천 가지만 맡으면 돼요. 저는 한국에 온지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 군용 지원 센터에 가 보려고 해요. 대디 할이 나의, 다낭 nói với nhau, đúng chỗ nào? t 58.과 체류 기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해. 대화 1. 투안 씨, 계약 연장했어요? 네. 응아. anh tuấn anh đã gia hạn hợp đồng chưa? 네. 지난 달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. Nên 네, chỉ ta đây, chi nan nó là tháng trước, mọi người ký kỳ can cựt na tả. Kỳ can là thời gian, kê là gì hợp đồng, chi uh, can uh, là thời gian hợp đồng này cựt na tả. Vì là tháng trước, vậy tháng trước là hết rồi bảo nên lại ký lại rồi, đúng không ạ? Che kê là cái sao? Được rồi, vậy nếu tái đúng ạ? Vậy nếu mà khi tái thì nếu mà khi tái ký tái hợp đồng thời gian lưu trú sẽ tự động gia hạn phải không trả thông trả thông ở đâu trả thông ở đâu đấy là tự động đón trang tùy nên sẽ tự động gia hạn đúng không Thì bạn ấy bảo cứ con án đi đều. À, không phải như vậy mà phải nhận sự cho phép gì? Gia hạn hợp đồng riêng. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네. 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 네, là vâng đúng không ạ? Chế điều kỳ can bán điều cho cả chị bắt tư miên về nghĩa là vâng đến khi ra lưu trú hết hạn là thì mới làm được. 저는 한국에 온지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. Vâng, nghĩa, bạn nói là cho nên thì bạn này nói là tôi thì đã đến Hàn Quốc, Quốc vì tôi đã đến Hàn Đùa Quốc được 3 năm rồi ý, nên là tôi bây giờ tôi cũng phải đi chuẩn bị thêm một ít giấy tờ khác. 따로 때문에 khi ở đây các em còn nhớ là cái động từ cộng khi nó là vì nên đúng không ạ? To hay ra là phải chuẩn bị sơ riêu là gì ạ? Sơ riêu là tài liệu giấy tờ. 그래서 오늘 고용 지원 센터에 à, vì vậy nên là vì thế nên là gì đúng không ạ? Vì thế nên hôm nay tôi đã sẽ phải đi đến trung tâm Cô 고용 지원 Center đó là cái trung tâm hỗ trợ lao động nhá. Yeah. Bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa. 58과 체류기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해. 대화 1 투안 씨, 계약 연장했어요? 네, 지난달에 계약기간이 끝나서 재계약했어요. 그래요? 재계약을 하면 체류기간은 자동으로 연장되는 거예요? 그건 아니래요. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네. 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 저는 한국에 온지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 고용 지원 센터에 가 보려고 해요. Đấy, đấy là hội thoại nhá. Chúng ta sẽ sang tiếp phần à, luyện tập. Yon sụp ở đây luyện tập. Krimun bu ko amachun marun yon kyon là người ta bảo nhìn tranh và liên kết từ cho đúng. Thế ở đây thì các em sẽ liên kết là như nào đây ạ? Tranh số 1 sẽ là à, sinun bu trứng giò Số 2 là chê hata, tả. Số 3 là gì ạ? Chê chi chung còn lại là số 4 là yon chang ha tả. Đấy, chúng ta sẽ nhớ là học những cái phần luyện tập ấy luôn luôn nó là ôn lại những cái từ vựng nhá cái từ tà hata đeo ở đây là gia hạn à là tư cách là là hoa hata à là lưu trú đúng không ạ còn dân trang tà là gia hạn thế còn cái này xin đơn là đơn gì đấy ạ đơn xin bảo lãnh có là cái số 3 này đúng không ạ cái từ đơn để xin bảo uh, xin xác nhận bảo lãnh và giấy xác nhận là nơi cư trú và nơi làm việc À, bài 2 ý, thì cái bài luyện tập 2 thì nó liên quan đến là mình sẽ lựa chọn cái biểu hiện đúng vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại à, thế thì cái này thì ở đây người ta cho hai đáp án đáp án số 1 là kỳ can là thời gian té sang là đối tượng thế thì ở đây người ta nói là chế điều khả nương ó khả năng chế điều cá năng là khả năng lưu trú đúng không ạ ơn người ta bỏ trống ó tia Na was thì đã xuất hiện hoặc có. Nếu ở đây mình ghi là ote na was thì có thể là xuất hiện có ở đâu hay là ghi ở đâu. We in từng đọc chương Tuyệt miền né năn cha các chốc Cái từ chốc ha tái chốc ho isoyo là có ghi năn cha là ngày tháng tuyệt miền là mặt sau. We in từng độc chương ở đây là tháng, là chứng minh thư người ngoại quốc. Thế thì người ta nói thì để phải cho là đáp án số 1. Chế điều cá nương xì nào Thế thì cái gì? Cái thời hạn mà có khả năng lưu trú thì là xuất hiện hay có ở đâu? Hoặc là ghi ở đâu? Thì người Na trả lời. Về cô từ đầu chương tuyệt nán ra cá. Là có gì ạ? Người ta ghi ngày tháng có ở mặt sau chứng minh thư người ngoại quốc. Đó. Thế còn câu số 2. Đáp án 1 là Kê 계약 là hợp đồng. Chi 계약 là tìm việc, đúng không ạ? Ừ. Thế thì ở đây xem là cho cái nào vào thì người ta nói 기한이 rô 사람은 다로 héo Thì người ta nói là nếu mà định cái gì đấy ạ? À nếu định 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 ra hạn cái thời hạn thì đương nhiên là phải là cái đáp án 1, đúng không ạ? Nếu mà định thời hạn là hợp đồng ấy thì cái người là là người là phải đi đăng ký phải không? Thì người kia bảo, á nhiều, cứ con ý là cứng mu chi sao chu ca xin nghèo? Không phải, mà là là cánh chủ doanh nghiệp, đúng không ạ? Chủ doanh nghiệp có mơ nơi làm việc không phải là như vậy, mà cái chủ doanh nghiệp, cái nơi mình làm việc ấy là đăng ký, đó. Cái từ cân mu chi là nơi làm việc sao học chu là chủ doanh nghiệp hay là ông chủ cũng được Chủ doanh nghiệp đó là là chủ cái Thì gọi là sao học chu Xin chân ha ta Xin chân he Xin chân Nghĩa là gì ạ? Là đăng ký. Câu số 3. Chế điều kỳ càn là thời hạn lưu trú, thời gian lưu trú. Xin chồng là đăng ký. Có tí ấy so hẻo. Thì chưa đi cúc quản lý xa một số so hẻo. Thì đã phải đến là phòng xuất nhập cảnh. Thì đương nhiên là phải là đáp án số số một rồi ạ. Chế kỳ can dọn trang xin cho ở thì so đăng ký cái thời hạn, hạn lưu trú thời gian lưu trú thì thì làm ở đâu thì bạn na trả lời là hãy đi đến phòng xuất nhập cảnh. Câu số bốn. Câu số bốn ở đây. Chế chi chế chi ít Ở đi ít Thì bạn này bạn ấy hỏi là cái giấy tờ mà xác nhận nơi lưu trú thì phải cần chuẩn bị như thế nào? bạn kia nói là có chu hào cô ít xâm chưng binh hà nơn thì phải cho đáp án một là im te cha kỳ yak so là 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 cái gì hợp đồng thuê mướn cha xin chuẩn cúc các so là cái cái giấy gì xuất cảnh à, cái tờ đơn xuất cảnh Trung chun cúc là xuất cảnh đúng không ạ tự bản thân mình xuất cảnh nhá, tự nguyện xuất cảnh. Thì đương nhiên là ở đây thì phải là đáp án số 1 rồi. Thì người ta bảo là những cái tài liệu mà xin đăng ký uh, cái giấy tờ mà xác nhận nơi lưu trú thì là những cái có những cái gì thì bạn Na trả lời là phải có gì là cần thiết những như là hợp đồng này và chứng minh mà đang có ở nơi mình cư trú. Đấy, co chu là cư trú nhá. Thế bây giờ chúng ta sang phần từ vựng số 2 của cái bài 58 này Chế lưu trá Là tư cách lưu trú Cái từ trá kiọc ở đây là tư cách nhá Chế điều trá kiệt là tư cách lưu trú Hấp bóp chế điều là lưu trú hợp pháp Hấp bóp Hấp bóp ở đây là, hấp bóp là hợp pháp Còn bùl bóp chế là à, lưu trú bất hợp pháp Bùl bóp là bất hợp pháp rồi Đúng ạ Chế lưu trá kiệt quê hoàn tùng Hoán tông ở đây nghĩa là hoạt động ngoài tư cách lưu trú. À, cha kiểu cha cơn bồ do hà tả bồ do hà tả là giao cho tư cách lưu trú đúng ạ cha kiểu cơ cha kiểu cơn huyết tức hà tả là nhận được tư cách lưu trú cha kiểu cha kiểu cơn biến con hà tả là thay đổi tư cách lưu trú chu băng thuê tả là bị trục xuất ban cứ mướn Neha là nộp tiền phạt, khang che tăng ha là bị cưỡng chế về nước, cha chin ha là tự xuất cảnh hoặc tự nguyện xuất cảnh. Đó. Thì tất cả những cái này gọi là tư cách lưu trú. Che lưu cha kiệt, được chưa nào? Đấy các bạn phải lưu ý nhé, những cái từ này nó cũng hơi dài một chút, à, thì chúng ta phải lưu ý học thật tốt nhá. Về phần luyện tập 2, luyện tập 2 của cái bài này thì người ta sẽ sử dụng cái bốn cái tranh và bốn cái từ mẫu. Thì nhìn tranh uh, đã lựa chọn ấy, nhìn tranh ấy và liên kết cái từ yon kyon haseo là hãy liên kết đúng không ạ? Một thì sẽ liên quan đến là ban cư bon bon là bị nộp tiền phạt. Tranh số 2 là chu bang tuy da, chu bang tây ở đây là bị cưỡng chế về nước tranh số 3 là đuổi về nước đấy ạ. Còn tranh số 3 là kháng chê chuồn cúc tăng ha tà là bị cưỡng chế xuất cảnh. Còn lại tranh số 4 là cha chin chul cục ha tà nghĩa là tự nguyện xuất cảnh. Cái bài số à, cái luyện tập số 2 của cái phần này thì cũng như là cái phần bài của luyện tập 1 thôi là mình sẽ lựa chọn cái biểu hiện đúng vào chỗ trống để hoàn thành câu. Thế ở đây câu số 1 ở đây là: Chế liệu yon chang xin cu đến, ở so he ya hàn đơn đê thông thời an Ở chế liệu kỳ ni mà nềo đì mền chế liệu Một là bul bob ở đây là bất hợp pháp, còn hợp bop là hợp pháp. Thế thì trong này bạn ca bạn nói là thế nào đấy ạ? À, à, tôi phải làm cái đăng ký tôi phải đi là tôi là gì à, phải đăng ký gia hạn lưu trú đúng không ạ à, thông si cani à, này cái thông ở đây là không nhé không có không có chút thời gian nào không có một chút thời gian nào không có thời gian phải đi đăng ký gia hạn lưu trú nhưng mà không có thời gian nào oso à, haseo thì là nói là hãy đi nhanh lên cani miệng nếu như mà cái thời hạn lưu trú ý, mà hết hạn ý thì là phải gì đấy ạ? Thì sẽ trở thành là bull chia đều. Đó. Được chưa nào? Thì bạn này bạn bảo muốn đi đấy, đi đăng ký khai báo gia uh, hạn cái lưu trú nhưng mà không có thời gian. Thông si can án na nèo. nghĩa là không có chút thời gian nào. Đó. À, thì bạn ấy nói là hãy đi nha, Ó ha hãy đi làm nhanh lên. Nhá. Nếu như mà hết hạn ấy, cái thời hạn lưu trú là sẽ bị thành bất hợp pháp. Câu số 2, chấp hà xin có chốt à, chứng minh sở điều đơn chế chun hề chú có nghĩa là bạn kia bạn ấy bảo thế nào ạ à, bạn sẽ tìm uh, xin việc làm à xin việc làm à chứng minh sở điều đơn chế chun hề chú xeo. hãy đưa cho tôi hãy nộp cho tôi cái tài liệu và chứng chứng minh à, bạn kia nói chưa đơn chế chun hà miên tuyển đài ố nếu mà nếu mà nộp nộp cái gì à, phải là đáp án số 2. Hoặc in so là cái gì ạ cái tài liệu kiểm tra cái tiểu tài liệu chính xác thì người ta gọi là hoặc in sơ thì gọi là giấy xác nhận cũng được hoặc in ha tà nó là xác nhận kiểm tra đó thì vậy là đáp án hai đúng ạ thì bạn bạn ca bạn hỏi thế thì bạn xin việc làm phải không bảo thì hãy nộp cho tôi cái đơn và chứng minh thì bạn kia trả lời bảo bảo là thế nào nếu mà nộp cái giấy xác nhận tìm việc là được phải không nhỉ đó Tuyên cái ốp Câu số 3 Sussuro xin cô han sư ô Ở đây là tự bản thân mình, tự mình nhé à, Sẽ tự mình đã khai báo à Thì bạn kia nói là Nê là vâng Chun cu chu chul cu -ku cu nha miên Chê ép cu khăn tệ Tố mi tuyên tàu có hê sòi -so ô Ở đây căng chê là cưỡng chế đúng không ạ à, Còn chá chi là tự bản thân mình Thì phải là đáp án số Số 2 Bạn ca bạn hỏi là Sẽ khai báo tự mình khai báo phải không Bảo vâng nếu như mà tự mình khai báo ấy, xuất cảnh ấy thì khi chep cục hẳn tè khi mà tái nhập cảnh ấy thì nghe nói là sẽ, sẽ hỗ trợ và sẽ thuận lợi giúp đỡ cho cái việc khi mà tái xuất cảnh tái nhập cảnh che cục hẳn tè là khi tái nhập cảnh tô ôm là giúp đỡ hay thuận lợi cũng được tuyên tà cô nghe nói rằng là được hỗ trợ cho cái việc là tái nhập cảnh câu số bốn xin chân... 이 지나서 신고른 하면 뭘 그면 네요 có nghĩa là nên nắn trả đơn ký ức hè nhá kết một là ký gan là thời gian nê sang là đối tượng à, thế thì vậy là đáp án số số một xin chân ký gan ni chỉ là do nếu như mà cái gì ạ thời hạn mà đăng ký mà khai báo đăng ký mà quá ấy, nếu mà đăng ký là phải nộp tiền phạt phải không China tả là đi qua, đi qua cái thời hạn nhé, đi qua, đi qua, trải qua, đi qua thì là nếu mà đi qua cái thời hạn đăng ký thì là nếu mà đăng, nếu mà khai báo thì sẽ phạt phải sẽ phải nộp phạt. Bạn kia bảo vâng, nán cha đến kiệt vâng tôi sẽ phải nhớ ngày tháng, nán <laughs> cha là ngày tháng, kiệt hay ya Nếu tôi sẽ chắc sẽ phải nhớ. Đấy. Hội thoại 2 cô sẽ cho các bạn nghe. 대화 2 흐엉 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요. 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데, 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 흥 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할것 같다고 해요. 음, 내 ữ bạn tuần với bạn Lian đúng ạ? ở đây h n g i 들었어요? 네, chuyện của Hương chưa? Hương là chị Hương đấy ạ. À, thì bạn nói là anh yêu không muốn xưa thì thế thì có việc gì ở nơi là hôm nay chắc cướp trang ngày sau ở nơi làm việc ăn bôi in tiền nghĩa là ở hôm nay tôi không nhìn thấy ở nơi làm việc ăn bôi in tên thì bạn kia nói là chế điều chả kia kia muốn chế ca thế do à, cái vấn đề tư cách lưu trú là vì cái vấn đề tư cách lưu trú nên y có cho gót cái này cái kia ara bô tả là hỏi à, bạn ấy đã đi hỏi cái này cái kia chỗ này chỗ kia hay cái này cái kia vì cái vấn đề tư cách lưu trú nên bạn ấy đã đi hỏi chỗ này chỗ kia cái này cái kia chúng mà nhiều nghĩa là thật á xin đây kỳ Yak xin hả thế thì lần trước ấy anh xin đây là à, tháng trước ấy kỳ Yak xin thế bạn ấy đã không gia hạn cái hợp đồng à bạn kia nói là vâng kế Yak là hợp đồng hết đơn tên đã đã ký là gì hợp đồng rồi ký giác là đã làm hợp đồng rồi thế nhưng mà cái che vô che che lưu nhón trang xin chồng cái đăng đăng ký cái gì ạ à, gia hạn lưu trú thì là bạn ấy là là không làm riêng nên là là cái gì cái lưu trú nó sẽ thì sẽ trở thành là bất hợp pháp sẽ là bất hợp pháp nếu vậy Chrome là nếu vậy chị hương thì hương xin hơn là hương quy cúc hề ra hà coi còi là quy cúc ha tà đây là phải quay về nước phải trở về nước à phải về nước à? Thì bạn Tuấn nói, cứ con nán đi cô, không phải là như vậy. Bon cơn chom, nè hân có cả có vẻ tôi nghe nói rằng là có vẻ như là phải sẽ phải nộp phạt một chút. Đấy cô giảng dịch qua những cái từ đấy thôi. Thế xong tí nó cô dịch cho. Thế bây giờ cô sẽ cho cô sẽ đọc một lần và sẽ dịch ra luôn nhé. Hương si yaki tựa sỏi ố. Ani mô 어느 작업창에서 안 보이던데요 재료 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 저 말이요 아, 지난 달에 계약 갱신하지 않았어요. 내 네, 계약은 했는데 치료 연장 신자는 따로안 해서 물법 재료가 됐대요. 그럼 흥 씨는. 귀국해야 하는 거요? 그건 아니고 원금을 좀 내야 한것 같다고 해요. 어. 당연히 네. 대화 2 흐엉 <목소리가> 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요? 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말이요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네. 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 후엉 씨는. 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할것 같다고 해요 아, à, nhá Thế bây giờ nghe lại tiếp một lần nữa Các bạn muốn nghe tốt Thế Phần ấy. nghe tốt các bạn phải nghe chịu khó nghe hội thoại nhá Dịch trước xong bắt đầu nghe Nghe đi nghe lại nhiều lần để cái kỹ năng nghe của mình tốt Hương 씨 이야기 들었어요? 아니요 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요. 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 후원 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고, 벌금을 좀 내야 할것 같다고 해요. À, nhá. Thế bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo là phần từ kỳ. À, từ kỳ này là từ câu 1 này. Câu 1 người ta nói là gì ạ? 이야기를 듣고 친문에 대답은 고르십시오. Nghe câu chuyện và hãy lựa chọn cái đáp án đúng với câu câu hỏi. 여자는 지금 nên chỉ cơm mua xuân cô ít xuân người ta bảo là cô gái này bây giờ đang làm gì đúng ạ thì ở đây một đáp án một là we cục in tương đục đúng ạ là chứng minh thư đã đăng ký người ngoại đăng ký người ngoại cước đúng ạ cái từ tương đúc là đăng ký cheo ký can yòn chàng là gia hạn cái thời hạn lưu trú đáp án ba là sắp trang biến kiên chính chồng là đăng ký cái thay đổi nơi làm việc bốn là chép cúc ho ca xin chồng là gì đăng ký cái gì cho sự cho phép tái nhập cảnh thế bây giờ chúng ta thử nghe xem là là như nào nhé đáp án nào đúng với câu hỏi cô gái này bây giờ đang làm gì 58과 EPS Topic 듣기 1번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기 체류기간 연장 허가 신청서하고 여권 외국인 등록증입니다. 네, 접수되셨고요. 심사 후에 연락드리겠습니다. 58과 EPS 토픽 듣기 1번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기 체류기간 연장 허가 신청서하고 여권 외국인 등록증입니다. 네, 접수되셨고요. 심사 후에 연락드리겠습니다. Thế các em có nghe được cái từ yoki không? À, à yoki này, các bạn có nghe được không? Yoki là một này, che điêu ký can nhón ràng. Nghe câu đầu tiên là các em sẽ nghe đã biết được rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? À, đây bây giờ nhá, bây giờ cô sẽ dừng lại từng câu và cô dịch cho các bạn. 58과 EPS topic 듣기 1번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기 체류기간 연장허가 신청서하고 여권 외국인 등록증입니다. 여기 체류기간 연장허가 신청서하고 여권 외국인 등록증입니다. 하 여기 체류기간 연장. à, ho ca. Đấy, có đúng không ạ? Thì đương nhiên là phải là đáp án số mấy ạ? Số 2. Ê, cô gái này đang làm gì? Chỉ cần nghe được là chê riu ki can Nghe được câu đấy thôi. Ở đấy còn, còn có nghe được từ do-quân. Đúng không ạ? Huế-cúc-in-từng-độc-trưng. Đấy, thì là ta chọn được luôn. Nê-chọp-xu-tê-xất. 네, nghĩa là, vâng, tôi đã tiếp nhận, nghĩa là, chóp su là tôi tiếp nhận cái đơn rồi, ờ, ne chóp su tuyệt kui yo. 심사 후에 연락드리겠습니다. 심사 후에, 심사 후에, don't actor y ket sim ni ta. 심사 후에 là sau khi tôi xem xét kiểm tra, thì tôi sẽ liên lạc lại, đấy thế là cái anh kia là anh ấy sẽ nói, đúng ạ. đấy phải là đáp án số, số. 이, 나 ng lại một lần nữa n h 58과 E.P.S. 토픽 듣기. 1번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기 체류 기간 연장 허가 신청서하고 여권 외국인 등록증입니다. 네. 접수 되셨고요. 심사 후에 연락드리겠습니다. À, đấy nhá, thế còn câu số 2 và số 3. À, số 2 và số 3 này người ta không cho mình câu câu hỏi. bạn bắt buộc các em phải nghe câu hỏi và có cho bốn đáp án rồi. Câu 2 bốn đáp án, câu 3 đúng 4 đáp án. Thế bây giờ mình phải nhìn trong câu hỏi này, người ta hỏi ta mượn từ có mua ở xe đại Hàn 대화 인지 고르십시오 nghĩa là nghe dưới đây và hãy lựa chọn cái hội thoại à, nói về cái gì có nghĩa là đang nói về cái gì trong bốn đáp án này chọn đáp án đúng nhé một xin trong kỳ càn là thời gian đăng ký hai xin trong té sàng là đối tượng đăng ký ba chế lưu kỳ càn là thời hạn lưu trú bốn là truy ập kỳ càn là thời hạn thời gian tìm việc còn câu số 3 kháng chê chun cục là gì ạ? chun cục ở đây là là cưỡng chế xuất cảnh. Bun bọc chế điều là lưu trú bất hợp pháp. Cha chin chun cục là tự nguyện xuất cảnh. Và câu số 4 là hợp bọc chế điều là lưu trú hợp pháp. Thế bây giờ chúng ta nghe xem là như thế nào. Câu 2 nhé. 2에서 3번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 2번. 외국인 근로자의 경우 국내에 머무를 수 있는 기간이 3년에서 최대 4년 10개월입니다. 자, nhá. nghe lại n à 3번. 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 2번. 외국인 근로자의 경우 국내에 머무를 수 있는 기간이 3년에서 최대 4년 10개월입니다. <목소리를> 3년 내 4년 10개월. 대 어, 3년 라4년 10개월. 몰남물3년월1개월 10개월 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 1 0 10개월 1 0 10개월 1 0 10개월 4년 10개월 1 0 10개월 1 0 10개월 1년 10개월 1 0 10개월 1 0 10개월 1년 10개월 1 0 10개월 10개월 년 10개월 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 년 10개월 10개월 1 có thể có bạn mà học được tốt thì vẫn nghe nhưng có bạn học chưa tốt thì không nghe được em nắm bắt vào cái từ sắm nhân ba năm và sa sa nhân si kéo quần đó là ba năm và bốn năm 10 tháng thì phải là đáp án số số ba đúng ạ nào nghe nhá cô sẽ dịch từng phần từng câu cho này thì các bạn sẽ nghe đi nghe. bạn nào mà nghe không được phải tua đi tua lại nhá 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오 2번. 외국인 근로자의 경우 외국인 근로자 경우 외국인 근로자 là lao động ngoại quốc, tiếng ngu là cái trường trường hợp. 국내에 머무를 수 있는 기간이 국내에 국내 là quốc là quốc nghe là là gì? Ở Hàn Quốc ấy, trong nội quốc là quốc ne ở Hàn Quốc. À, mô là có thể lưu trú. 3년에서 3 nhân 이상 해서 là từ 3 năm. 최대. 최대 là tối thì tối đa. À, à, từ năm 3 năm đến thì là tối đa đến Là đến 4 năm 10 tháng có nghĩa là là cái người lao động ngoài quốc mà có thể lưu trú có những trường hợp lưu trú ở Hàn Quốc ấy là là cục nè ở trong ở trong Hàn Quốc là từ 3 năm đến 4 năm 10 tháng. Đó, thì, thì đương nhiên là phải là chế điều kỳ can đúng không ạ? Là tư cách lưu trú rồi. Câu số 3, chúng ta nghe nhé. 3번. 체류기간 만료 등으로 체류 자격이 없는 상태로 한국에 살고 있는 것을 말합니다. 야, 국내에 머무를 수 있는 기간이 3년에서 최대 4년 10개월입니다. 3번. 체류 기간 만료 등으로 체류 자격이 없는 상태로 한국에 살고 있는 것을 말합니다. 외국인 근로자의 경우 국내에 머무를 수 있는 기간이 3년에서 최대 4년 10개월입니다. 3번. 체류 기간 만료 등으로 체류 체류 기간 만료하는 등. 아, 체류 기간 만료. 체류 기간 만료 만료 là gì ạ? là mãn hạn ấy. Hết hạn ấy. Đấy, nghe cái câu đầu thì các em sẽ chọn đáp án nào thì các em sẽ biết đúng ạ. Chế 자격이 엄 자 체류 자격기 없는 상태로 체류 어, 자격기 없는 상태로라 có những cái t 한국에 살고 있는 것 한국에 살는 것들 은 말합니다. 좀맞합니다거기로 말해 놓는 건 tôi đang nói về c 아, khi không có tư cách l ư mà thời gian cư trú đã hết hạn mà vẫn còn sống lại. À, thế thì đương nhiên là phải là đáp án số mấy ạ? À? Số 2, bất hợp pháp. Các em nghe từ man liêu đi. Nghe cố gắng cho cô nghe cái từ man liêu này. Hoặc cha kiếc nân là không có tư cách. Ờ, chơi đi ở che Cha kiếc ổng nân ở đây nghĩa là cái không có tư cách lưu trú. Nghĩa là sống bất hợp pháp là phải đáp án 2. Mùa rưu 4 nâng 10 gàn đây nghe lại câu 3 nhé. 3번, đấy, tôi đang nói ý là bạn này mà nói là tôi đang nói có những cái trường hợp người lao động ngoại quốc là là thế nào đấy ạ? À? Tình trạng không có tư cách lưu trú mà 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 ở lại Hàn Quốc và thời gian lưu trú hết hạn à? thì em không cần phải nghe cái phía sau nữa mà em chỉ cần à, chế đúng ạ chế liệu kỳ can man liêu hà nương từng nghĩa là có những cái trường hợp mà hết hạn tư cách lưu trú à, man liu. thì đương nhiên là phải là đáp án số số hai là buôn bóp chế lâu là lưu trú bất hợp pháp à, bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại từ câu 1 đến câu 3 một lần nữa rồi chúng ta sẽ chuyển câu 4 câu 5 nhé. 58과 EPS topic 듣기 1번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기 체류기간 연장허가 신청서하고 여권 외국인 등록증입니다. 네, 접수되셨고요. 심사 후에 연락드리겠습니다. 2에서 3번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 2번 외국인 근로자의 경우 국내에 머무를 수 있는 기간이 3년에서 최대 4년 10개월입니다. 3번 체류기간 만료 등으로 체류 자격이 없는 상태로 한국에 살고 있는 것을 말합니다. để sang câu số 4, số 5. Số 4, số 5 này câu 4 người ta bảo là hanaye iyagireun deukko doge chimone da dabajibsiyo. Nghe một câu chuyện và lựa chọn đáp án của hai câu. Câu hỏi, câu hỏi 4 là chidyu giganun yeonjangharyeomyeon eodiro gaya hamniga? À nếu như muốn gia hạn cái thời gian lưu trú thì phải đi đi đến đâu? Một là gì ạ? Hùng hang là sân bay, hai cú nhông sen thầu là trung tâm tuyển dụng, ba hiến chi samosin là văn phòng. À, văn phòng hành chính nhé. Chu đi 4 là chu đi quản lý samoso là là văn phòng xuất nhập cảnh. Đó, thế thì bây giờ chúng ta chỉ xem là đi đến đâu. Cái từ hiến xe samoso là nó là văn phòng công công sở, văn phòng của nhà nước hay gọi là văn phòng uh, công sở hành chính nhà nước thì gọi là hiến chi samoso. Đây này. Câu số 5, yo cha ga iyaki Cô gái này à để nói về cái người nhân vật nữ này ạ, à, cái mà cái cô gái này không nói chuyện đến là cái gì? Iyaki án anun. Chi an Chị án ta là không đúng không à, ạ? Iyaki ta là nói chuyện. Để bắt mình đi tìm đáp án gì đấy ạ? À? Đáp án sai. Đáp án một là chiếc ký can dọn trang xin chẳng chọc su hề ya hề ô là phải gì tiếp thu và tiếp nhận cái đơn đăng ký gia hạn tìm việc. Hai họ cá đến ăn bát cô in hà miên, bún bóp chế điều cá tuyệt nếu mà không nhận cái sự cho phép ấy nếu mà làm việc nếu mà không nhận sự cho phép mà nếu mà làm việc ấy thì là sẽ là lưu trú bất hợp pháp câu số 3 chế điều kỳ cá nước nhón trăng hà điều miên nếu mà muốn gia hạn thời hạn lưu trú hoặc là đúng ạ, là phải nhận sự cho phép. Câu số bốn, đi mà đều tuyên xin chân Hansu Israel nếu mà hết hạn cái thời gian lưu trú, sau đó cũng có thể là đăng ký được. Đấy, thế thì bây giờ xem là cái nào nhá Cô gái này không nói đến cái gì và cái nếu muốn gia hạn thời gian lưu trú thì phải đi đâu. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 체류 기간을 연장하고 싶은데요. 네, 그럼 우선 출입국 관리사무소에서 허가를 받아야 해요. 거기에서 취업 기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 되니까 체류 기간이 만료되기 전에 꼭 신청하세요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 체류 기간을 연장하고 싶은데요. 네, 그럼 우선 출입국 관리 사무소에서 허가를 받아야 해요. 네. 우선 우선 anh phải đến phòng xuất nhập cảnh đ á n rồi đúng g 거기에서 취업 기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. Ở đó thì chúng ta nhận cái người ta sẽ nhận gì tiếp nhận cái đơn đăng ký, đúng ạ, đơn đăng ký gia hạn. Và xem xét sim sam sim sa là xem xét. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 nếu như mà mình không gì ạ, nếu như mà mình không nhận được cái sự cho phép về đăng ký gia hạn ạ. 불법 체류가 되니까 불법 liệu từ đi cả là sẽ là lưu trú bất hợp pháp vì là lưu trú bất hợp pháp. Thời gian đi ký can bán liệu ký tròn nè trước khi mà hết hạn thời gian lưu trú. Cục Xin Hà xéo là nhất định là phải là gì đăng ký nhất định là phải đăng ký trước cái thời hạn mà mà thời hạn lưu trú hết đúng không ạ? Thì đương nhiên phải là đáp án số số 4 rồi. Nào nghe lại một lần nữa nhé. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 체류 기간을 연장하고 싶은데요. 네. 그럼 우선 출입국 관리사무소에서 허가를 받아야 해요. 거기에서 취업기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 되니까 Xe rượu kỳ gãn y mạnh lưu đưa Chúng ta sẽ sang phần ị kỳ. Ở đây thì là nhìn tranh tám cư rì mớn bố cổ mà chơn muốn trang hơn cô đối Nhìn tranh và lựa chọn cái câu và đáp án đúng. Ở đây đáp án 1 là chú băng tuyệt sở yêu. là gì? Về nước, đúng ạ. Bị đuổi về nước bán bón cơ nét nẹp xoay là nộp tiền phạt chá chín chung cô hết là đã xuất cảnh tự nguyện đã, đã tự nguyện xuất cảnh cha kia cưng biến kiêng hết xoay nghĩa là đã thay đổi tư cách đúng không ạ ở đây chọn đáp án số 1. Câu số 2, số 3. Bin khane từ đó can khá chắc à có xuân kuru là hãy lựa chọn cái mà đúng nhất để điền vào chỗ trống. Ở đây một là cô cô dông là chuyển tuyển dụng đúng không ạ bu là bao gồm này cho này trao này ban này rất là nhiều nghĩa đúng không ạ mang nhón trang là gia hạn xin cô là khai khai báo thế ở câu này người ta nói là với quốc in cứ lô quê hoàn tông ngân họ kỳ tròn tròn bán tư sĩ là những người lao động ngoài quốc là gì ạ? nhất định là ta phải gì phải khai gì đấy ạ ta phải khai báo đúng không ạ ta phải khai báo trước khi mà cái tư cách lưu trú ngoài gì Ui quốc in là những người lao động ngoại quốc này Chế điều quan tông ân cho trước Khi mà gì Làm việc ngoài Cái tư cách lưu trú nhất định là phải khai báo Đấy là đáp án số 4 Câu số 3 Nhân trang hà điều miên Nếu mà định gì ạ Định đăng ký đăng, Định gia hạn hai xin xa hà điều miền nếu mà muốn gì xem xét câu số ba ho ca hà điều miền nếu như muốn cho phép bốn chu băng tùy đều miền nếu như muốn là xuất cảnh hoặc đuổi về nước đấy ạ chu băng thì ở đây chưa đeo ký cá nơn, chút tiếp cúc quản lý xa mô cá yam cá nhân thì đương nhiên phải là đáp án số mấy ạ một nếu như muốn gia hạn thời gian lưu trú thì phải đi đến văn phòng xuất nhập cảnh Câu số 4 số 5 Câu số 4 số 5 ở đây Thì người ta bảo là gì đây ạ à, Đọc câu hỏi Đọc 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 đoạn văn ở đây và gì Lựa chọn đáp án với câu hỏi Chia <laughs> đeo giòn trăng tròn giá ca án có sân cổ rư nghĩa người ta bảo mình là tìm cái gì Chọn cái từ biểu hiện Nó không đúng với thủ tục à, Không đúng với cái cái thủ tục Cái từ tròn ra là thủ tục à, Lựa chọn cái không phải với cái thủ tục mà gia hạn lưu trú ở trong đoạn văn này thì trong bốn đáp án này xin sa đơn bật tài nghĩa là nhận sự xem xét thẩm tra thẩm định hai xin trang sở đơn chọc xong hề nghĩa là soạn thả cái đơn đăng ký ba xin trang sở đơn chọc su hề nghĩa là tiếp nhận cái đơn đăng ký bốn tương đốc trưng hồ ca đơn bật tài là nhận sự cho phép là cái gì chứng minh thư thường độc chứng. thế thì bây giờ xem nhá ở trong đó câu 4 này chu đi cúc sa mu so e xin chăng sờ lên chắc chắn chấp số hào cô xin sờ lên bắt xem gì đã họ ca ca vì cô từ đọc sa hang hơn cho chúng nhỉ đã. Thế câu này người ta bảo là nếu mà muốn đến, nếu muốn đi đến văn phòng xuất nhập cảnh ấy, thì ta phải nhận là thế nào? Thì ta phải nhận được là xem xét, kiểm tra, và nhận cái đơn có nghĩa là phải soạn thảo đơn là một này và nhận được tiếp nhận này và nhận sự thẩm tra thẩm định đúng không ạ kiểm tra nếu như được cho phép thì là thì ta phải thế nào soạn là với quốc yên tuế miên ủy khu yên tướng đức chưng, ho oh, ca xà hang chọc sung thì ta thì người ta bảo nếu mà được tiếp nhận ấy thì chúng ta phải thế nào đây ạ đăng ký người lao động ngoại quốc đấy thì ở đây cái không phải ở đây thì ta chọn đáp án nào trong này thì có cái gì đấy ạ xin chóng sò chọc xong chọc xù sim xà cả thế ở đây là mấy ạ đây là bốn đúng không ạ tương đốc chung ho ca phải nhận cái sự cho phép đăng ký chứng minh thư nhận từ cho phép chứng minh thư đấy là đáp án bốn nhá còn câu số năm ở đây uy e nếu nhung qua mặt triển nhưng có sơn hãy lựa chọn cái không đúng với nội dung ở trên một susuriuka tâm nì tả là mất phí lệ phí đúng không ạ quê quốc in từ đâu chương ngân phí đô hâm nì ta là cần cái đăng ký người ngoại quốc đăng ký người ngoại quốc bà chế yêu kỳ can gión trang nghe té han xóm miêng im nì tả giải thích về cái cái gì gia hạn thời gian lưu trú bốn xin chân kỳ can đơn mà nếu in tám năm ca chi im nì là cái thời hạn đăng ký thì là sẽ à, cái cái ngày cái ngày mãn hết hạn ấy thì là là đến ngày hôm sau là ngày đến ngày hôm sau đăng ký cái thời hạn đó. đó thế thì bây giờ chúng ta xem là xin chồng nhá chế điều kỳ gan đơn giòn trăng hà miến nếu mà muốn đăng ký thời hạn lưu trú chế điều kỳ gan bán điều in tròn cá chi chế điều kỳ gan giòn trăng họ ca chín trăm so đơn nhỏ quân ủy cục in từ độc trưng su su điều chuẩn bị hệ so cái em này là nếu mà ta muốn là đấy ạ muốn đăng ký à, muốn gia hạn cái thời hạn lưu trú thì ta phải đến trước cái thời hạn hết cái thời hạn lưu chúng ta phải đến trước cái phải ra hạn trước cái thời gian mà hết hạn à, đấy ạ à. thì đến hết hạn à, thì đến đó thì ta phải thế nào à, ta phải có sự cho phép phải đăng ký là đơn đăng ký này và hộ chiếu này chứng minh thư này và chuẩn bị phí à, thế thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ chọn đáp án nào nào như là đáp án 4 rồi đúng không ạ trước chứ đây lại đến sau à, ngày hôm sau thì là sai phải đến trước nhưng khi chúng ta hết hạn à, chúng ta phải phải đến trước cái ngày hết hạn chứ không phải đến sau nhá đến sau ta phải nộp tiền phạt đấy ạ đấy là câu 4 câu 5 nhá à, thế còn về văn hóa thông tin về văn hóa thông tin thì cô cũng đã đã sẽ cái phần này cô đã dịch ra rồi thì các bạn cũng phải tự dịch tự lần mò mà, mà dịch ra những cái phần văn hóa thông tin vì nó quá dài nên các bạn sẽ ngoài những việc học từ vựng ở trong phần văn hóa thông tin trong việc từ vựng của cô ra ấy, thì các bạn sẽ tập dịch nhá học ở trong từ vựng đấy rồi thì chúng ta sẽ tập tập dịch những bài này rất là quan trọng đấy nhé còn về giáo trình thì cũng như các clip khác cũng giới thiệu nhiều bạn biết đến rồi thì các bạn cũng cứ chủ động học nếu như giáo trình mà chưa có thì chủ động và sẽ liên lạc với cô đấy, lúc đó thì cô sẽ gửi về cho và cố gắng học tốt bởi tới đây chắc chắn nhất định là sẽ có lịch thi vì gì ạ vì vì lịch dịch bệnh nên phải hoãn lại thôi còn hỗ trợ gì thì các em sẽ vào facebook của cô này trên group luyện đề của cô cũng có này À, số điện thoại đây đấy, nên là các bạn lưu ý là cố gắng học chăm chỉ nhé bài năm tám là cũng kết thúc cái 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 giáo trình 60 bài về phần giảng còn cái phần bài năm chín và sáu mươi thì cô cũng sẽ úp hết lên bởi vì cô sẽ úp lên vì những cái phần đấy cô cũng đã dịch hết ra tiếng việt rồi à, những cái máy móc rồi những cái biển báo cô đã dịch hết ra tiếng việt rồi nên là cô sẽ úp lên để cho cho hoàn thành cái bộ đề 60 mươi bài à, và cô chúng ta sẽ à, Cố gắng làm sao mà, mà học tốt để thi đạt kết quả cao. Cô cũng chỉ mong là các bạn làm sao mà uh, thi được này. Đỗ để phải nhanh chóng mà uh, dịch hết đi. Để chúng ta bay để sang Hàn để kiếm tiền. Uh, cô cũng uh, chúc các em là luôn luôn mạnh khỏe này. Uh, luôn luôn may mắn này. Và thi uh, được tới là đạt kết quả cao này. Sẽ báo tin vui cho cô nhé. Cô chào tạm biệt các em.